Kính chào bà con và các bạn, rất vui được gặp lại bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng trong những ngày đầu tuần. Thưa bà con và các bạn, khác với nhiều địa phương trong cả nước, cây maca được trồng tại Lâm Đồng cho trái gần như quanh năm. Điều đó đã góp phần rất lớn giúp nhiều hộ nông dân ổn định thu nhập trên mỗi đơn vị diện tích canh tác. Tuy nhiên, để có được một vườn maca đạt cả năng suất lẫn chất lượng, giải pháp quản lý sâu bệnh hại, nhất là bọ xít muỗi gây hại phải được coi trọng. Thông tin chi tiết sẽ có trong phần cuối của chương trình. Trước hết, mời bà con cùng Hải Yến và Xuân Long điểm qua một số thông tin nông nghiệp đáng chú ý khác sẽ có trong 365 ngày chuyển động hôm nay. Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, vấn đề mà nhiều nông dân Lâm Đồng tăng cường đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao nhằm giảm chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng nông sản. Cùng với những nỗ lực của bà con nông dân tại các địa phương, nhiều giải pháp hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng nông sản đã được tỉnh Lâm Đồng triển khai. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nhất là với các mặt hàng nông sản trong tình hình dịch bệnh COVID-19, Bộ Công Thương lên phương án đảm bảo cân đối cung cầu. Nhập khẩu thịt lợn tiếp tục tăng, thông tin để người chăn nuôi tham khảo xây dựng kế hoạch tăng đàn. Thưa bà con và các bạn, dịch COVID-19 tiếp tục là vấn đề được toàn xã hội quan tâm, nhất là đối với ngành nông nghiệp. Đại dịch nói trên đã ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch sản xuất và thị trường nông sản. Trước tình hình như thế, một trong những vấn đề được bà con nông dân Lâm Đồng đặc biệt quan tâm đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để giảm chi phí đầu vào mà năng suất và chất lượng nông sản vẫn đảm bảo. Đó là những yếu tố giúp cho nông sản Lâm Đồng nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường, ghi nhận tại một mô hình trồng cà chua bíp ứng dụng công nghệ cao tại xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng. Đây là vườn cà chua bíp rộng 5.000 m² của nhà nông Bùi Xuân Thời ở xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng. Để thuận tiện trong việc tăng canh gối vụ, giảm chi phí đầu vào, chủ vườn đã đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt hiện đại. Thông qua hệ thống tưới nói trên, các loại phân bón thế hệ mới đã được sử dụng. Cùng với đó, chủ vườn còn ưu tiên bón lót bằng các loại phân chuồng đã được ủ theo đúng quy trình. Các loại phân bón vô cơ chỉ được sử dụng với liều lượng khuyến cáo và vào những thời điểm cần thiết, nhằm giúp cho cây trồng sinh trưởng, phát triển đảm bảo cho năng suất ổn định, chất lượng vượt trội. Với hướng đầu tư khoa học như thế, chủ vườn cà chua bíp này không chỉ giảm trên 85% công tưới nước, bón phân, hạn chế thất thoát phân bón trong quá trình sản xuất, mà năng suất và chất lượng nông sản vẫn đảm bảo. Hiện bình quân mỗi sào đất nông dân trồng khoảng 1.700 gốc cà chua bíp, năng suất đạt khoảng 8 tấn một sào, thu nhập dao động từ 12 đến 15 triệu đồng một sào một tháng. Không chỉ ở các loại nông sản ngắn ngày, việc đầu tư áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến còn được bà con nông dân mở rộng trên nhiều đối tượng cây trồng, trong đó có cây sầu riêng. Tại tỉnh Lâm Đồng, thì huyện Đạo Oai là địa phương có điều kiện thuận lợi để thâm canh cây sầu riêng. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện nay, thì chính quyền địa phương và nông dân của Đạo Oai đã tập trung phát triển sầu riêng theo quy trình Việt Gáp. Trong đó, Hà Lâm và Phước Lộc là hai xã được triển khai thí điểm. Tại hai xã điểm nói trên, ngành nông nghiệp huyện Đạ Oai đã tập trung chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn người dân làm quen với quy trình sản xuất Việt Gáp, áp dụng các biện pháp kỹ thuật, nâng cao chất lượng để xây dựng thương hiệu sầu riêng Đạ Oai. Kết quả là qua 2 năm triển khai, tại hai xã Hà Lâm và Phước Lộc đã có hơn 400 hectare sầu riêng sản xuất theo hướng an toàn Việt Gáp. Riêng năm 2021 đã có thêm trên 75 hectare sầu riêng được bà con chủ động đăng ký sản xuất Việt Gáp. Một số nhà nông ở xã Hà Lâm cho biết cây sầu riêng đã và đang giúp cuộc sống của bà con thay đổi từng ngày. Cũng nhờ cây sầu riêng mà giờ đây toàn xã không còn hộ nghèo, riêng hộ giàu khá chiếm tới hơn 80%. Để giá trị trái sầu riêng ngày càng được nâng cao, ngoài việc chuyển đổi giống, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để bà con nông dân phát triển sản xuất theo hướng Việt Gáp, được gắn tem truy xuất nguồn gốc. Và để kịp thời hỗ trợ những nỗ lực của nhà nông trong việc tăng cường áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nhiều giải pháp tác động đã được ngành chức năng triển khai xuống cơ sở. Đó chính là nền tảng để các nông hộ sản xuất đơn lẻ tăng cường đầu tư nông nghiệp theo hướng hiện đại, khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết với bà con nông dân các địa phương. Với mục tiêu nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa để đảm bảo yêu cầu xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế của các doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa
giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí gần 17 tỷ 830 triệu đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước là gần 6,7 tỷ đồng, chủ yếu là chi cho hoạt động nghiệp vụ, hỗ trợ đào tạo về năng suất chất lượng cho các sở ngành và doanh nghiệp, thông tin tuyên truyền, phổ biến, vận động thực hiện phong trào năng suất chất lượng, hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng. Cùng với đó, nguồn đối ứng của doanh nghiệp là gần 11,2 tỷ đồng. Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Thưa bà con, đại dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Bởi vậy, Bộ Công Thương lên phương án đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, trong đó có các mặt hàng nông sản để cung ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký chỉ thị khẩn về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Để đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa, trong đó có các mặt hàng nông sản, chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị các hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp nhanh chóng triển khai các hoạt động, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, các phương án xử lý các biến động bất thường của thị trường. Tại chỉ thị khẩn này, lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao vào ngày 13 và ngày 25 hàng tháng gửi về Bộ. Cùng với các phương án đảm bảo cung cầu tại nhiều địa phương trong cả nước thì hoạt động xuất khẩu thủy sản đã có nhiều tín hiệu khả quan. Thưa bà con, để nâng cao thu nhập trên mỗi đơn vị sản xuất thì bên cạnh lĩnh vực trồng trọt thì bà con nông dân nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Lâm Đồng của chúng ta đã đầu tư nuôi trồng thủy sản. Nhờ thị trường khả quan nên tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2021 tăng. Thống kê 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản đạt 2,39 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,1%. Nhiều thị trường xuất khẩu lớn đã bắt đầu phục hồi trở lại. Các mặt hàng cá tra và tôm có sự gia tăng mạnh về kim ngạch xuất khẩu. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản VASEP nhận định, xuất khẩu thủy sản trong quý 2 sẽ tiếp đà tăng trưởng 10% và đạt khoảng 2,1 tỷ đô la Mỹ. VASEP cũng dự báo Australia, Canada, Anh, Nga sẽ tiếp tục là những điểm sáng mới trong bức tranh xuất khẩu thủy sản quý 2 và nửa cuối năm vì nhu cầu của các thị trường trên đang gia tăng. Bên cạnh việc tăng cường xuất khẩu những mặt hàng nông sản có lợi thế, các doanh nghiệp trong cả nước cũng đã tiến hành nhập khẩu một số mặt hàng thiết yếu, trong đó có mặt hàng thịt lợn, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Thống kê của ngành chức năng, lượng thịt lợn nhập khẩu về Việt Nam từ đầu năm đến nay tăng cả về lượng lẫn giá trị nhập khẩu. Từ đầu năm đến nay, Việt Nam nhập khẩu 34,65 ngàn tấn thịt lợn, trị giá 80,07 triệu đô la Mỹ, tăng 101,4% về lượng và tăng 102,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Nga là thị trường lớn nhất cung cấp thịt lợn cho Việt Nam. Lượng thịt lợn nhập của Việt Nam tăng vọt, nguồn cung trong nước đang dần phục hồi sau khi chịu tác động bởi dịch tả lợn châu Phi và nhu cầu vẫn ở mức thấp, khiến cho giá lợn hơi và giá thịt lợn trong nước có xu hướng giảm liên tục. Riêng tại Lâm Đồng, cùng với việc triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhiều nông hộ và doanh nghiệp ở địa phương đã chủ động tăng đàn, tái đàn. Nhờ đó mà trong quý 1/2021, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 390.000 con, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Thưa bà con và các bạn, mắc ca hiện là loại cây trồng được nhiều nhà vườn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xen canh trong vườn cây công nghiệp dài ngày, chủ yếu là cây cà phê. Mùa này thì nhiều diện tích mắc ca trong tỉnh đang bước vào kỳ thu hoạch với giá bán tương đối cao, dao động từ 100 đến 120.000 đồng một ký. Tuy nhiên, để có một vườn mắc ca xen canh đảm bảo năng suất và chất lượng như thế này thì vấn đề mà bà con nông dân cần quan tâm đó là quy hoạch vườn trồng và quản lý sâu bệnh hại. Tính đến thời điểm này, tỉnh Lâm Đồng có khoảng 5.000 hectare mắc ca. Trong đó, diện tích mắc ca đang trong giai đoạn kinh doanh là gần 1.200 hectare. Nhiều nhà nông trồng mắc ca trong tỉnh cho biết, nếu được chăm sóc đảm bảo, mỗi cây mắc ca cho năng suất từ 11 đến 14 kg. Thậm chí, tại một số nông hộ, nhờ có quy trình chăm sóc đảm bảo, trồng các giống ghép đã được ngành nông nghiệp khảo nghiệm và khuyến cáo sử dụng như 816, 849 hay là QN1, năng suất mắc ca có thể dao động từ 15 đến 16 kg một cây. Tuy nhiên, do 97% diện tích mắc ca ở Lâm Đồng được xen canh trong vườn cây công nghiệp dài ngày,
Tại một số nông hộ, mật độ canh tác của cây trồng chính và trồng sen tương đối dày đã làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Cây mắc ca bây giờ hiện nay là có một cái bệnh mà tôi đang trăn trở. Cái là bệnh ruồi vàng và bọ xít muối. Cái con ruồi vàng thì nó đục trái non. Lúc trái non mà sau khi mà bông đậu rồi á, thì ra trái non thì bắt đầu cái con ruồi vàng nó chích vào cái quả non á. Thì sau này trong đó quả nó vẫn lớn, vẫn phát triển. Nhưng mà trong nó bị lỗi, bị cái chấm đen trong cái nhìn á. Thì lúc đó mình hàng hóa mình bán không được. Để có một vườn mắc ca cho năng suất chất lượng đảm bảo, bà con nông dân cần đặc biệt quan tâm đến khoảng cách giữa các cây trong vườn. Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, với khoảng cách 9 x 6 mét, bà con nên trồng 3 hàng cà phê, xen 1 hàng mắc ca. Với mật độ nói trên, 1 hecta cà phê xen canh từ 170 đến 180 cây mắc ca. Khi bước vào giai đoạn kinh doanh, một mô hình xen canh như thế cho thu nhập bình quân từ 4 đến 4,5 tấn cà phê nhân và gần 3 tấn hạt mắc ca trên 1 hecta một năm. Trong quá trình chăm sóc, bà con phải thường xuyên tỉa cành, tạo tán cho cây trồng chính lẫn cây trồng sen nhằm tạo sự thông thoáng cho vườn trồng, hạn chế nơi trú ngụ của bọ xít muỗi, một trong những đối tượng gây hại chính của cây mắc ca hiện nay. Cây mắc ca là cây lấy trái, thành ra trong quá trình trồng cây thì bà con cần phải chú ý bấm ngọn tạo tán cho cây. Và một vấn đề nữa là trong giai đoạn hình thành quả nhỏ, thì bà con cần phải chú ý dùng biện pháp tổng hợp để phòng trừ bọ xít muỗi. Tại vì lúc nhỏ thì cái quả mắc ca nó non á, nó bọ xít muỗi nó sẽ chích. Thì mà sau khi thu hoạch thì nhân bị lỗi, thì chúng ta cố gắng là dùng các loại thuốc sinh học, rồi chúng ta mua những cái miếng dẫn dụ côn trùng chúng ta treo vào cây, và chúng ta có thể kết hợp treo thêm nong não nhằm xua đuổi, hạn chế những con bọ xít muỗi nó chích cái hạt, cái quả mắc ca lúc nhỏ. Hy vọng với những khuyến cáo trên đây, bà con nông dân sẽ có thêm những thông tin liên quan để đầu tư chăm sóc vườn mắc ca của gia đình hiệu quả, nhất là với những diện tích xen canh trong vườn cà phê. Những khuyến cáo về giải pháp đầu tư chăm sóc cây mắc ca vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Bà con và các bạn quan tâm muốn đóng góp chia sẻ thông tin vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Đến đây, Hải Yến và Xuân Long xin nói lời chào tạm biệt.